Chào Troy, hôm nay bạn đang thưởng thức một ngày đẹp trời à? Ồ, là Tyler. Anh ấy đang chơi gì vậy? Ôi trời, Tyler thật xấu khi ném bóng như vậy. Bạn phải ngăn anh ấy lại, Troy à. Anh ấy sẽ làm người khác bị thương mất. Chiếc xe ấy thật nghịch ngợm và quá nhanh so với bạn. Bạn nói đúng, Troy. Hãy về nhà kho và tìm một phương tiện ngay. Chào Teddy. Ồ, bất ngờ chưa? Mình có nhiều câu hỏi cho cặp mắt kính đó, nhưng Troy đang ở đây. Chúng ta xuống dưới được chứ? Teddy à, kẻ nghịch ngợm Tyler đang ném bóng trong thành phố xe hơi, rất là nguy hiểm. Bạn giúp được không? Một xe cảnh sát. Thật hoàn hảo. Được rồi, tới lúc đi rồi, Troy. Hãy dỡ những bánh ghép xuống trước. Chúng ta thiếu gì không, Troy? Ý hay đó. Không thể quên được đèn báo hiệu. Thật kinh ngạc, Troy à. Chào bạn xe cảnh sát. Tên bạn là gì? Matt à. Chào mừng tới thành phố xe hơi. Matt, chúng ta có một việc quan trọng cho bạn. Có một xe hơi đang ném bóng tại chỗ đậu xe trong thành phố xe hơi. Bạn giúp tụi mình bắt hắn được không? Tuyệt. Hãy cứu giúp những cư dân đang bị hại nào. Chính là hắn. Bắt hắn đi, Matt. Đi nào, Troy. Hãy theo họ. Đừng để hắn thoát, Matt à. Chà, Matt, bạn đã ngăn được Tyler. Tại sao bạn lại ném bóng tại chỗ đậu xe? Bạn muốn tập luyện ném bóng để tham gia đội bóng chày của thành phố xe hơi à? Đúng vậy. Bạn không ở trong sân bóng chày, bạn sẽ làm bị thương người khác. Bóng chày bằng cao su nên chúng sẽ không làm xe hơi bị hư hại. Thật vui đó, Tyler. Nhưng bạn cần phải tập luyện nếu muốn tham gia đội bóng chày của thành phố xe hơi.
Được rồi các bạn, cảm ơn vì mọi thứ. Tạm biệt. Xe lửa Troy, hình như bạn đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ha Troy. Bạn đang chạy đến ngôi làng sau. Ồ bạn yêu Troy à, ngôi làng thật bừa bộn, rác ở khắp mọi nơi. Ý hay lắm Troy. Chúng ta cần đến thành phố xe hơi và nhờ một người bạn giúp đỡ. Bạn đang hứng thú để gặp mặt người bạn mới sao? Chúng ta cần một phương tiện giúp chúng ta dọn dẹp đống lộn xộn đó. Sẽ là ai đây Troy? Hình như là một xe chở rác. Hoàn hảo, bạn ấy sẽ giúp chúng ta dọn sạch chỗ bừa bộn kia. Hãy mang bạn ấy đến trạm và lắp ráp nào. Được rồi Troy, đi thôi. Đầu tiên hãy ráp các bộ phận lại. Ta bỏ lỡ thứ gì đó sao Troy? Dĩ nhiên rồi Troy. Chúng ta cần một cái thang nâng để lấy các túi rác. Ý hay lắm. Được rồi Troy, giờ nó thực sự đã thành hình rồi. Xin chào xe chở rác, tụi mình rất vui khi gặp bạn. Tên bạn là gì? Là Gary à? Chào mừng đến với thành phố xe hơi nha Gary. Troy à, công việc của Gary là thu gom rác và chở chúng đi xử lý. Bạn ấy giữ cho mọi thứ được sạch sẽ. Troy nói đúng đó Gary. Tụi mình có một việc rất phù hợp cho bạn đây. Có một đống bừa bộn lớn ở trong ngôi làng. Đi thôi. Bạn nghĩ là bạn có thể giúp tụi mình gom hết chỗ này sao Gary? Dùng thang nâng để gom hết các túi rác. Đúng rồi đó, làm tốt lắm Gary.
con đường đã sạch sẽ hơn nhiều rồi. Đừng quên cái cuối cùng nha. Wow, cảm ơn nhiều lắm Gary, bạn đã làm rất tốt. Tạm biệt Gary, hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại nha. Xe lửa Troy. Chào bạn Troy, Halloween vui vẻ, mình thích bộ đồ của bạn. Chào các xe hơi nhí, sao các em không vui vậy? Ồ không, trong làng không chỗ nào có kẹo sao? Bạn nói đúng Troy à. Chúng ta cần tới nhà kho để tìm một phương tiện mới, có thể mang kẹo tới cho các xe hơi nhí và cứu lấy lễ Halloween. Chờ chút mọi người, tụi anh sẽ trở lại. Được rồi, đi gặp người bạn mới nhất của chúng ta nào. Phương tiện nào có thể cứu Halloween của các xe hơi nhí, Troy? Một chiếc máy cày. Xe cứu thương. Một chiếc xe kẹo. Ý kiến hay đó. Chiếc xe kẹo là thứ chúng ta cần. Đây rồi. Hãy mang chiếc xe kẹo này tới sân chơi nào. Hãy dỡ những bánh ghép này xuống trước. Wow, sắp hoàn thành rồi. Chào bạn xe kẹo. Tên bạn là gì? Carrie à. Chào mừng tới thành phố xe hơi, Carrie. Carrie, tụi mình có một việc quan trọng dành cho bạn. Hôm nay là Halloween và không ai trong thành phố xe hơi có kẹo hết. Bạn có thể phát kẹo cho các xe hơi nhí không? Tuyệt! Hãy cứu lấy lễ Halloween nào! Các xe hơi nhí, hãy gặp người bạn mới đi, Carrie. Cô ấy là một xe kẹo. Có muốn xem cô ấy làm được gì không? Ngạc nhiên thật, Carrie à. Nè các bạn, chuyện gì vậy? Carrie,
Những người lớn cũng buồn vì bị lãng quên trong lễ Halloween. Bạn có thể phát kẹo cho họ luôn không? Được rồi, thật là tuyệt. Giờ chúng ta chắc chắn có thật nhiều kẹo rồi. Cảm ơn lần nữa nha Carrie. Halloween vui vẻ, hẹn gặp lại lần sau. Xe lửa Troy. Chào Troy, thật là một ngày tuyệt đẹp để tập thể dục đúng không? Troy à, không ai có thể băng qua cây cầu này khi có những cái cây đó chắn ngang. Bạn nói đúng đó Troy, chúng ta cần đến thành phố xe hơi và nhờ một người bạn giúp đỡ. Tuyệt, chúng ta sẵn sàng để đón người bạn mới của chúng ta rồi. Ai sẽ giúp chúng ta mang những cái cây này ra đây Troy? Bạn nghĩ cần cẩu này có thể mang những cái cây ra khỏi cây cầu sao? Hãy đưa bạn ấy đến trạm và cùng giải quyết nào. Cẩn thận đó Troy, đến rồi đây. Đầu tiên, hãy ráp các bộ phận lại. Chúng ta cần một thứ nữa hả Troy? Dĩ nhiên rồi. Bạn ấy không thể đi đâu nếu không có thứ đó. Wow! Giờ cần cẩu đang sống dậy rồi kìa. Xin chào cần cẩu. Tụi mình rất vui khi gặp bạn. Bạn tên là gì? Là Charlie hả? Chào mừng đến với thành phố xe hơi nhà Charlie. Troy, công việc của Charlie là nhặt vật chướng ngại và mang chúng đi. Ý hay lắm Troy. Charlie à, tụi mình có một việc dành cho bạn đây. Làm tốt lắm Charlie. Chỉ còn lại một ít thôi Charlie. Đừng quên nhánh cây cuối cùng đó.
Quang hô, cây cầu đã thông rồi. Wow, cảm ơn nhiều lắm Charlie. Thật là tuyệt vời. Tạm biệt Charlie, hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Chào Gary, hôm nay quả là một ngày dài phải không? Chỉ cần đổ một thùng rác nữa thôi, sau đó bạn có thể đi chơi với bạn bè rồi. Bạn có ngửi được gì không? Cái gì vậy? Bạn không biết sao? Mình mong là không có thứ gì đó trong thùng rác có thể... Ôi không, khói bốc ra từ trong xe của bạn kia. Có thứ gì trong thùng rác đã bốc cháy. Nè Troy, có thấy khói không? Gary đi gom rác và nó bị bốc cháy. Bạn muốn tới nhà kho và mang về một phương tiện có thể giúp được à? Chào Teddy, Troy ở dưới cầu thang và anh ấy cần bạn giúp. Trường hợp khẩn cấp đó. Xe đổ rác Gary bị cháy. Bạn có thể tìm một phương tiện giúp anh ấy không? Một xe cứu hỏa. Tuyệt vời. Xe mày tới giúp nè. Chúng ta sẽ dỡ những bánh ghép xuống chứ. Nè xe cứu hỏa, tên bạn là gì? Frank à, rất vui được gặp bạn. Chúng ta có một vấn đề. Mình nghĩ là một trong những thùng rác của Gary bị cháy. Bạn có thể dập tắt nó không? Làm tốt lắm. Chúng ta nên kiểm tra xem lửa đã tắt hẳn chưa. Xuất sắc lắm các bạn.
chúng ta sẽ đưa Frank về nhà chứ. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ anh bạn. Là một thùng rác cỡ bự, Gary à, bạn có thể đi chơi với bạn bè rồi. Tạm biệt Troy, hẹn gặp lại lần sau.